Ăn không luôn? Gì vậy? Này là gì vậy? Cam, ngon lắm. Mua ở đâu ạ? À? Mua ở đâu hỏi gì? Ăn không? Ngon không? Ngon mới ăn. Ngon lắm, ăn thử đi. Cũng được ha. Ăn không? Gì vậy? Biếu sữa. Biếu sữa hả? Cái này ăn ngon không? Cũng được lắm con, ăn thử không? Chơi chơi à? Mua ở đâu ạ? À? Shopee. Mắc không? 68.000 à. Nè ăn không? Ừ, dứt nhẽ cái. Shopee đang có chương trình đồng giá nên ba mua về cho con á. Ngon ngon ngon. Cái này là gì mà đỏ chót à? Nhìn không biết cái mận hả mày? Không ăn đâu. Cái này không ăn được, sâu quá. Ông chú ăn con. Lỡ thì tôi ăn. Mua ở đâu ạ? À? Shopee chứ đâu mày? Ăn, đưa đây. Cái này nhiêu tiền hả? 68.000. Còn này là khoai tây chiên, mày ăn được không? Ăn luôn. Đưa mới ăn chứ để ngó hoài sao ăn. Mua ở đâu ạ? À? Shopee. Hỏi hoài vậy mày? Hỏi không trả lời ghét. Cho bỏ ghét. Trái này cái gì tôi cũng biết rồi, mày ăn được không tôi lột luôn. Thôi cái gì không biết thì đừng có ăn, nguy hiểm lắm. Đây ê Dục đi. Bữa mà Shopee họ bán đồng giá ngày nào với ba? Ngày 10 với ngày 11 tháng 1 này nè. Mày ăn này luôn không? Ngon không? Mắc không? Này thì 168.000 lần. Trời cũng rẻ ha. Đúng là bán đồng giá có khác. Mà có muốn vợ bán đồng giá gì không ông? Lên Shopee rồi biết liền à. Đây đây. Trái này giống trái ban đầu mà. Này đưa quýt, ăn được không? Lột đi tôi ăn. Quỷ này. Nè. Ngoan. Quýt ngon hơn cam, mà cam ngon cũng cỡ quýt. Ngon. Cái trái này ngon này luôn. Trái này trái gì ạ? Ổi, ổi, ngon lắm con. Ăn sao? Trái này phải hửi cái mới ăn được, con này hửi đi. Đưa đây. Ngon, ngon, cũng được ha. Còn cái này là cái gì hả? Này là lá cải con. Mày lá cải sao ăn nổi? Trời mày không biết lá cải bị sâu ăn ngon lắm á. Ngửi nè. Trời ơi, sao con nghe mùi thuốc gì sâu vậy? Ăn thử đi, không chết đâu lo. Không lo ha, tôi ăn mà tôi biến thành con sâu rồi tôi chửi ông nát nước luôn. Ha, chừng tươi á. Món này là vô địch luôn nè. Trời nghe mùi hăng hăng vậy ông nội. Ăn được không? Mày hửi nghe mày ghiền liền à. Khỏi còn ăn. Đâu để thử tôi liếm coi. Ngon không con? Ngon, à? ngon nổi tôi chứ ngon. Nghiện sao? Ông cho tôi ăn dầu nóng nha ông nội. Bị sứ à. Shopee đang có chương trình khuyến mãi đồng giá, xả hàng thả ga, đón Tết con gà trên mọi ngành hàng nhân dịp Tết Đinh Dậu vào hai ngày 10 và 11 tháng 1. Đặc biệt, ngày 11 tháng 1, đồng giá tất cả mọi ngành hàng. Với đơn hàng từ 150.000, bạn sẽ được miễn phí giao hàng trên toàn quốc. Hãy truy cập shopee.vn.